Đấy, cuốc đất xong thì con gọn lại vô chứ. Cái gì à? Cây 6. Đâu hết rồi, mười mấy thằng đó mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 1 Có khi nào tí phải tưới sơ cái này không trời? Theo queo mẹ rồi. Quá giờ còn mấy mạng, lấy mẹ 5 mạng đi chuyên canh rồi. Đi xem chuyên canh nào. Thằng Nguyễn Tuấn là 1, thằng Tâm là 2, thằng Trung là 3, thằng Lực là 4, thằng Hoàng là 5. Cầm cuốc cái chuyên canh. Ừ. Không. Không, đi với cây tự. Trung sau lưng mày kìa. Nguyễn Tuấn đâu? Để cho thằng Đậu đi đi. Quay lại tao gọi Nguyễn Tuấn đi, tao đâu gọi thằng Đạo đi đâu. Gửi chờ để trổi lại cho mấy thằng nó quét. Chú sửa ông cứ bò mà. Ông cứ bò biết sửa luôn.